Hậu cung tranh sủng không một ngày bình yên. Những âm mưu của chốn thâm cung đạt đến đỉnh điểm khi một nhóm phi tần đã âm mưu cùng nhau hàng đêm giết hại từng phi tần một, hòng thống trị hậu cung. Những phi tần này cũng đã dùng bùa mê để nguyền hoàng thượng, không thể ngăn cản chúng và cũng không thể tiết lộ danh tính của chúng. Hoàng thượng chỉ có thể giúp đỡ các phi tần lương thiện bằng những lá bài quyền phép, giúp họ tìm ra các phi tần sát nhân trong số mình để xử giảo. Khi tôi soi tôi trong tấm gương, tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố đông, tôi tự tin đáng yêu. Hoàng thượng. Gì hoàng thượng? Tấn công công. Trời, ta cứ tưởng ta được thị tẩm, hóa ra sao ta chưa thấy ai tới vậy? Hay là có mỗi mình ta? Trời ơi. Yeah. Trời ơi. Trời ơi thôi. Bảo bảo quý nhân. Trời ơi trời ơi trời ơi. Bình tĩnh. Trong mặt quá. Cái gì mà xuất hiện mà quằn quại dữ vậy bảo bảo quý nhân? Sao hôm nay trong hoàng cung bỗng nhiên mở nhạc gì mà sôi động quá vậy? Mấy con nhỏ kìa. Ôi là các quý nhân kia chưa tới à? Mới có hai người thôi. Bảo bảo quý nhân, theo thứ tự ta sẽ được thị tẩm đầu tiên, còn quý nhân sẽ là người đứng thứ hai. Không biết hôm nay hoàng thượng có chuyện gì quan trọng mới triệu tập tất cả mọi người đến đây đó. Trời ơi, thôi thôi thôi. Rồi quý nhân, yeah. Mời hai quý nhân về chỗ. Hình như là có người đến. Dạ, em chào mọi người, em là gà mới. Không phải là phi tần mới. Thôi về chỗ ngồi đi. Rất là nhiều người mà sao bây giờ vẫn chưa thấy ai đến vậy ta? Thần kiếm vốn tín dụng về, đâu nào có biết chỉ là làm thơ. Cái gì vậy? Ngay cả khi ở trong mơ, thì cũng chẳng biết làm thơ là gì ai. Chào các chị em đã tới rồi đây. Ok, xin chào quan trung quý nhân. Wow, em thật là coi như nữ tính các chị nhỉ. Wow, quan trung quý nhân. Nếu mà gọi cái trung không á thì mình nghe đàn ông lắm. Nghe nó trung trung quá đúng không? Trung quý cũng được. Ủa, trời ơi, trung quý là trung cái gì? Quý. Đi quá đi. Nói chung là trong cung mình nhiều chị em tên phụ nữ ghê, bảo bảo quý nhân và quan trung quý nhân cùng các chị em còn lại. Hôm nay trung quý nhân để mặt mộc sinh ha. Để mặt mộc sinh ha. Hên đó, em bị trễ giờ em không dám đánh một lớp kem đâu. Còn đánh tí gì đâu. Mặt một, em rửa lọc trong cung mình thôi. Cung mình. Cung mình quan toàn dạ tự nhiên đúng rồi nước lè luôn á. Ai đến chào Cano quý nhân. Cano quý nhân không đâu. Cano quý nhân chào các chị em. Đã nghe danh Cano quý nhân lâu lắm rồi. Đúng rồi. Diễn kiến. Dạo này biển động cano cho mướn được không? Dạ không, biển động không là vấn đề, em cho thuê mắc mới là vấn đề công công. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi, em cho thuê 300 không ai lấy hết à. Ờ, dạ. Thương quá hả? Giảm giá đi, chị nói bữa nay lễ tiệc, cho thuê 30. Giảm giá gì vậy? Chị lấy gì chị ăn em? Trời ơi, chị ăn gì cho nhiều cho chị mập thay vậy? Trời. Giả bộ mình có thời gian mình tiết kiệm, mình giảm cân chút xíu. Thôi mà, chứ thật ra chị tên là Lê Nhân Quý Nhân. Lê có thể là gọi là Quý Nhân Nhân cũng được. Nhân Quý Nhân. Ai đó đến, con thôi về chỗ đi. Dạ rồi, dạ. Tới đây. Trời ơi, trời ơi, đờ mặt tới. Đờ mặt. Gương mặt chứ đờ mặt cái gì? Gương mặt đến rồi, gương mặt hoàng cung đến rồi. Thì bước vô thấy xinh liền, giờ người ta có ra là con gái gì đâu. Đúng rồi. Thì cũng là phụ nữ chị em với nhau thôi mà. Người đi lâu rồi không gặp, đi chơi, đi thi đều đi, có mang quà về không? Không có quà. Không có quà luôn. Trời ơi, coi kỳ ghê. Trời ơi, biết sao không? Ở đi ra ngoài mấy cái tàu bay nó có bán móc khóa.
mua về tặng chị em chứ. Đồng 10 cái, đây 10 đứa tiền ra 1 đồng. Trời ơi. Mà mới mà mà về chỗ. Mà cái sao hôn đúng rồi, sao hôn. Gặp sao hôn. Rồi, cái dừa đi vô đi chị vậy. Tụi chị có nhà thì chị không dám nhớ. Bởi vì mỗi lần nghe em nhà thấy mình có lỗi với mẹ cha. Trời ơi. Lông mày lá liễu. Là con người. Không phải cây dừa. Cây tỉ. Chị ở đây. Chào mấy chị. Dạ. À, Hải Triều quý nhân đây hả? Hải Triều đó. Ôi trời đất đau đó, đàn ông nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ. Biết sao không? Bởi vì cái tên Hải Triều á nên là cũng cao y như cái tòa nhà gần đó. À. Nhưng mà ta tưởng là hoàng thượng chỉ tuyển những quý nhân nào mà thấp hơn hoàng thượng. Quý nhân nào mà thấp hơn hoàng thượng, người ta to để làm cái chuyện bốc giác trong cung mà đó là quyền không. Trong cung còn phải bốc luôn đồ này kia, nó nghe nè. Chúng có đánh nhau nè. Được lắm, chúc cho uống nha. Thôi mọi người trật tự, chuẩn bị nghênh đón hoàng thượng đến nha. Hoàng thượng giá lâm. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Các nàng ngồi xuống. Hey, hôm nay đông đủ quá. Hải Triều quý nhân, tại sao hôm nay lại thấy trễ vậy? Hoàng thượng, thiếp chỉ có một cái thắc mắc nho nhỏ thôi. Hoàng thượng tới trễ hơn Hải Triều quý nhân, sao hoàng thượng biết Hải Triều quý nhân tới trễ nhất? Hỗn xược, quỳ xuống. Hỗn xược trễ. Thần thiếp chỉ là thắc mắc. Bảo tâm quý nhân. Dạ. Thiếp tát ba cái cho ta. Ôi kìa. Ôi kìa hoàng thượng. Vậy tán giả hoàng thượng ơi. Giả dối hoàng thượng ơi. Tuy là ta xuất hiện sau cùng, nhưng ta ngồi ở ngoài xa, ta quan sát, ta biết được ai là người đến đầu tiên. Thì anh quý nhân ban tặng 3 vạn lượng. Các nàng có biết vì sao ngày hôm nay ta triệu tập các nàng tới đây không? Dạ, dạ em. Ta muốn thông báo với các nàng một tin rất quan trọng. Trong cung của chúng ta hiện tại đã có những sát nhân. Ngưng quá. Đêm đến sẽ âm thầm giết chết giết tần của ta. Trời. Và ngày hôm nay ta dời các nàng tới đây, các nàng sẽ là người tìm ra hung thủ. Hung thủ chính là một hoặc nhiều người trong số các nàng. Trời ơi. Ngồi. Ta bị chính các sát nhân này cho một loại bùa. Bùa gì? Làm cho ta không nói được tên của sát nhân dù ta trời đã biết ơi. Được. Trời ơi, ác bùa lưới lẫm. Và ta đã thỉnh tiên đế cho chúng ta những lá bùa khác. Và chính những lá bùa này sẽ giúp cho các nàng có được quyền lực và tìm ra được chân. Và bây giờ hãy cùng bắt đầu kỳ án cung diên họ. Những thẻ bài. Dạ. Mỗi thẻ bài này tương ứng với một vị trí, một vai trò của các nàng ở trong cung diên họ. Trời. Và chính những lá bài này sẽ mang những quyền lực được, khiến cho các nàng có thể bảo vệ được bản thân mình và bảo vệ được hòa bình của cung diên họ. Lựa lẹ đi chị. Trời, mở hàng mà bóc ra nó lừa quá. Tôi chết liền ở đây. Cho thật. Cái gì vậy? Các nàng không được tiết lộ thân phận cũng như là chức năng của mình. Bởi vì ngay từ lúc này đây, những người ngồi cạnh các nàng cũng có thể là sát thủ. Mày. Không có. Bảo bảo quý nhân, chuyện gì làm cho nàng cười vậy? Dạ, dạ thưa. Thưa hoàng thượng, đó là do cách make up của nhân quý nhân. Nàng nói làm sao? Thôi mà, lựa đi. Trời lựa ơi. Đi chị. Cái xe bà gì như thị tẩm gì trời. Cano. Cảm ơn công công. Mời khanh quý nhân. Dạ, dạ. Kỳ án cung diên họ.
Bùa cấm khẩu. Ai có bùa cấm khẩu sẽ có khả năng sử dụng bùa để làm một phi tần khác không được nói chuyện vào sáng hôm sau. An phận. Thẻ bài an phận sẽ dành cho những phi tần hiền hòa, lương thiện và không có chức năng phép thuật đặc biệt nào hết. Long thai. Lá bài long thai sẽ dành cho người đang mang long thai của trẫm. Nàng đã có hai mạng và trong mọi tranh luận biểu quyết ý kiến của nàng cũng tính là hai phiếu. Hộ vệ. Ai có thẻ bài hộ vệ sẽ sở hữu đội quân hộ vệ để tự bảo vệ mình hoặc phi tần khác. Khi có hộ vệ bảo vệ, các nàng sẽ an toàn trước các sát nhân. Tuy nhiên, mỗi đêm hộ vệ chỉ bảo vệ được một nàng mà thôi, và hộ vệ sẽ không bảo vệ được một người hai đêm liên tiếp. Tiên tri. Thẻ bài tiên tri sẽ giúp các nàng có khả năng nhìn ra chân tướng ai là sát nhân. Mỗi đêm, phi tần có lá bài này có thể soi thấu một người có phải là sát nhân hay không. Thuốc độc báo thù. Thẻ bài này ban cho phi tần có một hũ thuốc độc, để khi nàng chết trong bất cứ tình huống nào, có thể đặt thuốc độc mang theo một người mình nghi ngờ đã hãm hại mình cùng chết theo. Bùa ngải. Mỗi đêm phi tần có thẻ bài này có thể sử dụng một loại bùa ngải để làm hồi sinh một phi tần đã chết hoặc thủ tiêu một phi tần nàng nghi ngờ là hung thủ. Bùa ngải cũng sẽ báo cho nàng biết đêm đó ai là người bị hãm hại để nàng sử dụng chức năng của mình. Các nàng đã biết chức năng của mình chưa? Dạ rồi. Ta cảm thấy các nàng đang bật chế độ gương mặt thánh thiện. Chúng ta không biết được ai là sát nhân và ai sẽ là người bảo vệ hoàng cung này. Đêm cũng đã khuya rồi, mời các quý nhân hãy nhắm mắt lại và ngủ đi. Đêm này chắc sẽ là một đêm dài lắm đây. Trò chơi bắt đầu. Canh 1. Phi tần đang giữ lá bài bùa cấm khẩu. Tỉnh dậy. Dạ. Khi nàng có lá bài bùa cấm khẩu, nàng sẽ có quyền làm cho một người bị câm. Người đó ngày hôm sau tỉnh dậy sẽ không được nói tiếng nào. Nếu nói bất cứ một tiếng nào sẽ bị giết ngay lập tức. Nàng cho ai câm ngày hôm nay? Gật đầu người ta để xác nhận. Hoàng thượng còn đó. Ta đang nốt. Các quý nhân đang giữ lá bài ăn phận hãy mở mắt ra và nhìn lấy nhau, nhận diện lấy nhau. Các người đã biết nhau chưa? Nếu đã biết nhau rồi, ngủ đi. Quý nhân đang mang bào thai của trẫm, giữ long thai. Tỉnh dậy. Công công mà. Thép lẹ kia rồi. Quý nhân giữ lá bài long thai sẽ có chức năng mỗi vote của nàng được tính 2 phiếu. Ta đã biết được ai đã mang long thai của ta. Tân công công. Dạ. Mang đồ bổ qua cho quý nhân tẩm bổ nhé. Dạ. Và bây giờ các phi tần sát nhân mở mắt ra và nhận diện nhau. Các nàng khác. Các nàng hãy quyết định sẽ giết ai đêm nay. Các nàng phải chọn ra một người. Chỉ một người mà thôi. Quý nhân đang giữ lá bài hộ vệ, tỉnh dậy. Nàng quyết định sẽ bảo vệ ai đêm nay? Hay là tự bảo vệ mình luôn? Ngủ đi nàng. Quý nhân đang giữ lá bài tiên tri, tỉnh dậy. Quý nhân nào giữ lá bài tiên tri sẽ có chức năng nhìn thấu con người. Ai là tiên tri? Ta đã biết ai đã là tiên tri rồi. Cảm ơn nàng. Ngủ đi nàng. Quý nhân đang giữ thuốc độc báo thù. Ai đang giữ thuốc độc báo thù? Tỉnh dậy. Đêm nay nàng muốn để thuốc độc ở nhà ai? Ta khá khen cho quý nhân. Ngủ đi nàng. Quý nhân đang giữ lá bài bùa ngải. Tỉnh dậy. Nàng muốn giết ai hay muốn cứu sống ai không? Trời. Nàng có muốn thực hiện chức năng không? Cảm ơn nàng.
Và bây giờ mọi người tỉnh dậy. Một giấc ngủ ngàn thu. Thôi gái chị em. Trời ơi, cái gì vậy quan thượng? Ta đau lòng báo với các ngàn một tin buồn. Cái gì vậy quan thượng? Người đã chết đêm qua đó chính là. Là ai vậy quan thượng? Người đã chết đêm qua đó chính là. Là ai? Cường Quý Nhân. Cái tên gì vậy? Trời ơi. Tôi tiễn anh lên đường. Trời hôm nay mưa nhiều lắm. Mưa thấm ướt vai gầy. Mưa giăng buốt con tim. Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu. Đừng mà. Cường. Tội nghiệp ngàn ta qua hết dai sớm quá. Cái ngàn về lại chỗ của mình. Cường. Tại sao tên Kim Cương mà dễ dở quá vậy? Còn trời? Bây giờ các ngàn có 3 phút để tìm ra hung thủ. 3 phút bắt đầu. Ai là hung thủ? Theo thần thiếp nghĩ, người mà thân thiết với Kim Cương Quý Nhân thì chỉ có Khanh Quý Nhân đây. Đúng rồi. Hai chị em luôn xuất hiện cùng nhau. Cùng nhau nhảy múa. Cùng nhau ra đây. Vậy là cùng thở, cùng tắt. À không, cùng thở, cùng hai ca, cùng hát. Vậy là không ai. Không. Vậy là không có ai chơi. Cùng nàng nói phu như vậy được. Nếu mà như vậy á là quá là lộ đúng không? Phải lừa, phải giết cái người mà người lạ chứ bộ. Như vậy là quá là ăn uổng cho em Hằng Thượng ơi. Không có đâu. Có khi là Bảo Quý Nhân á. Đây chính là lý do mà Khanh Quý Nhân nói cái điều đó mới đúng. Tại vì Khanh Quý Nhân nói là chính vì thân quen chứ không giết thì mọi người sẽ đều nghĩ như vậy. Tại sao Bảo Quý Nhân không nghi chị Cano? Chị Cano im kìa. Mắc gì tôi giết mà. Trời ơi, có khi nào. Trời đất ơi. Trời có khi nào. Sao giết cái chị vô đây? Trời, tính giết hai chị em tôi đúng hay rồi. Gì? Đúng rồi. Không. Chỉ có chị Cano không. Là dễ nhất thôi. Đây chỉ đưa ra quan điểm thôi chứ mình chưa nói là kết luận ai là hung thủ. Quan Trung Quý Nhân. Không phải, tại vì tôi sống tại sao nàng không nói điều gì cả. Trung Trực. Ôi kìa, Quang Trung. Thế thì chắc chắn Quang Trung Quý Nhân là Quý Nhân thiện rồi. Kỳ lạ thiệt. Quang Trung Quý Nhân bình thường. Chắc là sau một đêm bị trúng gió nên là ác mẩu rồi. À, Quang Trung Quý Nhân bị đẩy nhẹ một cái câm rồi. Còn một phút. Trời ơi, lẹ lên mọi người ơi, chỉ còn ít phút nữa thôi. Mình lật lại, mình lật lại. Mình lật lại. Không được đâu. Không còn sói tiếng hết giờ. Hết giờ rồi mọi người ơi, bây giờ sao đây mọi người ơi. 3 giây cho các nàng vote ai là người đáng nghi nhất. 1, 2, 3. Ủa bà Quý Nhân, bà Quý Nhân chỉ ai trễn vậy? À, ta bỏ phiếu trắng. Khanh Quý Nhân, nàng có 2 phiếu. Thùy Anh Quý Nhân, nàng có 3 phiếu. Nàng có 30 giây để giải thích. Oan nước quá, bây giờ một người lương thiện đã ra đi rồi. Mà ta mà ra đi nữa thì các người sẽ bị thua, hiểu chưa? Còn ta là bênh vực nàng nha. Nàng bị câm nên ta bênh vực. Người ta nghĩ nàng là người thiện, thế nên là không phải là nàng. Mà tự nhiên lại chỉ ta là sao? Trời. Tại sao lại chỉ ta? Trời ơi, khổ quá. Bây giờ ta nói thật, ta chỉ là một người chỉ biết ngồi đây và cười thôi. Thế nên là các người giết ta đi rồi các người sẽ bị thua, hiểu chưa? Ngồi xuống. Tên sát nhân là mình sẽ nói. Các nàng lên là sống, xuống là chết. Các nàng bắt đầu mình chọn. Suy nghĩ kỹ 3, đi, ta nói thật đấy. 2, 1, bình chọn. Thank you.